cho bạn giới thiệu các bạn một cái phương trình khá hay như sau. Chúng ta giải phương trình 1 mũi sơ cộng 2 mũi sơ cộng 3 mũi sơ cộng 4 mũi sơ cộng 10. Thì ở đây các bạn chú ý này, 1 mũi sơ là bằng 1, ok. Chuyển sang bên này thì ta sẽ có 2 mũi sơ cộng 3 mũi sơ cộng 4 mũi sơ bằng 10 trừ 1 là 9. Và các bạn thấy hàm 2 mũi sơ đồng biến, hàm 3 mũi sơ đồng biến, hàm 4 mũi sơ đồng biến, do là tổng các hàm số đồng biến là một hàm số đồng biến. Và ta có x sơ bằng 1 thì ta sẽ có 2 mũ 1 cộng 13 mũ 1 cộng 4 mũ 1 sẽ bằng 2 cộng 3 cộng 4 thì ra bằng 9, tức là thỏa mãn phương trình. Vậy phương trình này có nghiệm duy nhất là x sơ bằng 1 các bạn nhé. Bài này giải hoàn toàn dựa vào tính đồng biến của hàm số. Chào các bạn.